Hello everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào các quý vị và các bạn thân mến. Vâng, hôm nay mình sẽ chia sẻ về thông tin sẽ có 4 tuyến đường bộ kết nối vào sân bay Long Thành. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, theo quy hoạch các tuyến giao thông đường bộ sẽ nối đến cảng hàng không quốc tế Long Thành. Vậy là chúng ta đã có thêm thông tin mới rất là tuyệt vời cho sân bay quốc tế Long Thành của chúng ta. Sẽ có 4 tuyến đường bộ nhà các bạn sẽ được đầu tư và xây dựng mới luôn. Cụ thể như là tuyến số 1 có chiều dài là 3,8 km sẽ là tuyến đường kết nối đường trục chính vào sân bay với đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và đường tỉnh 25C. Tuyến đường này có quy mô là 10 làn xe trên phần đường chính và 6 làn xe đô thị song hành với nhau. Quá tuyệt vời các bạn ơi, hãy cho mình một like đi. Ai đang xem kênh BDS thì hãy comment phía dưới, hãy chia sẻ thông tin này cho tất cả mọi người cùng biết tới sân bay quốc tế Long Thành sẽ có tuyến đường và sẽ phát triển ra sao. Và tuyến số 2 có chiều dài là 3,5 km nối tuyến số 1 đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Tuyến đường này có quy mô là 4 làn xe chạy riêng ra vào sân bay quốc tế Long Thành. Đấy, con đường này là trên quy hoạch chúng ta ngay chỗ cầu vượt xã Long An là chúng ta sẽ thấy cái quy hoạch đã sẽ có thể hiện con và có đường ray, đường sắt mà đi vào trục chính sân bay quốc tế Long Thành nha các bạn nhé. Và tuyến số 3 có chiều dài là 8,5 km kết nối đường trục chính đầu phía đông sân bay với đường cao tốc Phan Thiết Dầu Giây. Và tuyến số 4 dài 3 km kết nối đường số 3 đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Tuyến đường này sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô là 8 làn xe. Ồ, rất là tuyệt vời. Vậy thì là không còn gì để bàn cãi, thì theo Bộ Giao thông đã thông báo như thế, thì mình cũng xin chia sẻ thông tin này đến các quý vị, các anh chị, các bạn trên kênh BDS1 Cẩm Mỹ 1 để cho các bạn cùng biết thêm thông tin. Và ngoài ra anh chị nào có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực sân bay Long Thành hoặc là mua đất nhà vườn tại huyện Cẩm Mỹ thì alo cho mình, số điện thoại của mình là 0982687668. Và mình sẽ sắp tới mình sẽ review con đường mới kết nối vào đường Hương Lộ 10 đi vào trung tâm Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, đi song hành với vành đai sân bay quốc tế Long Thành, cho các bạn biết về khu vực Cẩm Mỹ sẽ ra sao. Khi Long Thành đã cất cánh thì Cẩm Mỹ phải đi lên, và con đường đó nó sẽ kết nối đi từ quốc lộ 51 phía Bầu Cạn Long Phước đi thẳng vào Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ và kết nối với đường Hương Lộ 10 sẽ như thế nào. Hãy đăng ký kênh, nhất là những người mới hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video về khu vực huyện Cẩm Mỹ cũng như là huyện Long Thành. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị đã vừa xem thông tin BDS Cẩm Mỹ 1. Chúc cho các quý vị một ngày mới mạnh khỏe và thành công. BDS Cẩm Mỹ 1 được phát sóng 6 giờ 15 phút sáng ngày mai trên kênh YouTube mỗi ngày. Mời quý vị các bạn cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn. CN NQVs and video, BNK Kane, BDS Kemi 1 in CH and CMN.